Đây thì đang ngồi trước nha cô chú anh chị, thì mấy thấy ông cho sáng giờ thấy không, hơi xác minh có phải hay không là anh Lung này không nha cô chú anh chị. Thì em xem bữa gì em sẽ quay tiếp tục cho cô chú anh chị xem nha. Gì gì lắm phải không á, là chú có gặp nó rồi hả? Không có gặp mà đó, không có gặp mà có lụm giấy tờ, lụm cái giấy chứng minh với thẻ ATM. Chú nhìn kỹ rồi. Cô chú anh chị thì hiện tại em đang đi ra ngoài bến xe nha cô chú anh chị. Thì em mới nhận được một cái tin, đó là anh Luân của một cái chị mới vừa điện thoại cho tụi em, nói là báo mới gặp anh Luân ở ngoài bến xe. Nên tụi em đang tích tốc chạy ra bến xe nha. Thì Kiên Giang có hai bến xe là bến xe Gạch Giá, bến xe Gạch Sỏi của chú anh chị. Thì bây giờ chúng em đang trên đường đi ra bến xe Gạch Giá nha. Tại vì có bến xe Gạch Giá này thì nó gần cái chỗ chị Giao. Thì nếu mà cái tên Luân này á có xuống đây thì sẽ em nghĩ sẽ đi cái bến xe này nha cô chú, xuống bến xe này để qua bên chị Giao cho gần của chú anh chị. Đây đang đi cô chú anh chị, gần tới rồi, hồi hộp quá, đau tim ghê luôn cô chú anh chị. Sáng giờ đi vòng vòng cô chú anh chị cũng thương chị Giao á, cái thấy ai giống giống chị anh Luân này á đều liên hệ tụi em, nói ra ngoài đó xem thôi có phải hay không. Rồi tụi em cũng chạy sáng giờ đó. Em đang đi ra nha cô chú anh chị ha, mong là lần này là thấy được cái anh Luân này ha, để mình ba mặt một lời à. Nghe nói là đi xuống này đông lắm á, cả chục người á chứ không đơn giản đâu, nhưng mà chục người thì chục người chứ ở đây có luật pháp mà, đâu phải mình muốn làm gì làm đó. Ở đây ba mặt một lời thôi, không có gì thôi rồi. Đây gần tới, gần tới rồi, giờ đi vô bánh xe nè. Đây, đây. Mày vô. Đây bánh xe chạy vô trong luôn, đi vô trong luôn, chạy vô trong luôn. Đây thì tụi em đang ở ngoài bến xe nha cô chú anh chị ha. Đó, thì đang đi để mà kiếm anh Luân này nè. Đó, thì chắc anh đi là xe Phương Trang nè cô chú anh chị ha. Thì chút nữa xe ngừng lại đây thì mình sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị xem nha. Mong là lần này là đúng nha người cô chú anh chị. Chứ chưa giờ đi quần hoài mệt quá. Đây là chú thấy không? Này. Cái này là bị hoài à. Dạ. Đây để hỏi chú này ơi. Đây nè. Nè, chú thấy cái anh này không chú? Nè. Đây. Chú sáng giờ chú bến xe này chú có thấy không? Nó hẹn với mày ở đây đó hả? Nghe nói là về đây nè. Dạ. Mà nó về đây hả? Yeah. Nó đâu về? Yeah. Cái này là ở Hải Dương, Hải Dương về đây. Về đây. Chú bữa giờ chú có nghe cái câu chuyện mà cái chị mà bị người chồng đánh giả mang không, ở đây giá mình nè, ở khúc khẩu số 2 nè. Là nghe nói là đang về đây nè. Về đây để mình nó tiêu diệt gia đình con nhỏ này đâu phải không? Dạ. Đúng rồi. Nghe chịu giờ xuống sao đây nè. Dạ. Mà sợ nó không vô đây, nó vô bên xe tỉnh hay là nó ghé ở ngoài? Không, về bên xe tỉnh nhưng mà sẽ về đây, tại vì đây về cái nhà của chị này sát bên nè. Dạ. Dạ. Bây giờ tụi con đón nãy giờ nè. Đón để mà đủ, gặp nó chứ làm gì, gặp nó lụm nó chứ làm gì đó. Dạ. Chú thấy sao? Chú thấy người chồng mà đối xử với vợ mình như vậy thấy sao chú? Không cấm ha, không gặp ha. Dạ. Ồ, ăn ăn đi. Dạ. Dám. Không bao giờ dám cá luôn, trăm bằng ngàn luôn. Đi mấy người là ăn? Nhưng mà không có. Nó kéo nguyên bằng nó xuống á hả? Dạ. Mà nó ép con nhỏ này phải không? Nó ép nhỏ này làm gì đó phải không? Ngồi nó hành hạ giả mang luôn. Mặt cái thì nó lấy lửa nó hơ.
nó hơi tới mà cái mặt mà đi lên máy bay mà dạ, đưa cái hình cho chú bây giờ không ra luôn dạ đúng rồi nhỏ này nè ở Mỹ Long mà dạ. Coi... chú có thấy cái hình này không chồng nó nè bây giờ hẹn nhau về đây hả? Nghe nói là về đây, người ta thấy nó đón xe về đây nè. Ờ, là thấy kêu... chồng nó đón xe về đây hả? Dạ, người ta kêu ra đây đón. Không, ở thành phố, quê nó Hải Dương. Nó hết tiền rồi. Đúng rồi, cũng nghe kể, nghe nhỏ này kể là mình mấy coi cái... thôi chứ mình coi YouTube thôi. Dạ. Là nó kể là nó vụ này từ Hải Dương đi máy bay về thành phố, mượn tiền, mượn gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là con nhỏ này mới trốn được. Nhỏ này trốn. Nó quýnh nhỏ này kể trên YouTube là nhỏ này là đủ mà nó quýnh nhỏ này là nó bắt buộc nhỏ này là phải ký giấy nợ. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Chú có xem vụ này đúng không? Chú có theo dõi coi vụ này. Coi, có, mình có thấy cái tội đấy, vợ nhỏ này dở áo lên rồi mình mẩy nó... Gần ở đây luôn nè, sát ở đây luôn nè, mình chạy đây là sát bên gần Mỹ Lâm nè. Dạ. Mà nó cái ác nhất là nó bắt con vợ nó là bò đi ra ngoài đường, bò ra ngoài đường á, gạ người ta, gạ tình người ta để quan hệ. Lấy tiền về đưa cho nó. Ờ, chú thấy cái mình mẩy nhỏ đó. Ờ, trời ơi. Mặt mà cái YouTube thì nó che ảo đi. Dạ. Không có cho mình thấy như gia đình sợ á. Cái đó là hình ảnh phản cảm á. Thấy sống cả hai đứa con cho nó mà nó hư cái cây sắt nóng nó chích vô mặt, chích vô mình nhỏ này. Cái móc từ đồ, cái này, móc vô tàn nhẫn. Nó còn bây giờ nó con thằng này nó còn tàn nhẫn hơn rượu mà cái thằng mà chặt đầu bà già đó. Dạ. Là chặt cái một. Ờ, cái này là hành hạ 3 năm trời. Ông ơi, cái vụ này nó ác còn hơn rồi. Ông ơi, làm con lại gì cố thì nó. Cái dạng YouTube thôi. Coi mà YouTube thôi hỗ trợ. YouTube mà hỗ trợ cho cái người dưới này bị hại dưới này thôi. Chứ không có gì bây giờ là sợ thằng này hẹn hò nó xuống tới đây rồi nè. Nó thầm nó đòi về nhà nó đem giang hồ xuống chỗ lũ đạn. Ờ, chỗ lũ đạn gì đó. Ghê quá hả chú hả? Thì bởi vậy thì bây giờ chắc bến xe chắc nó không vô đây rồi quá. Không đâu, bến xe này chứ nó không bến xe sỏi nó về ở Sài Gòn nó về thành phố là nó về bến xe sỏi. Một là bến xe sỏi, hai là cái xăng 16 về đây. Mà chắc nó sẽ về đây tại vì đây em đi qua bên kia mới gần. Không có. Ở đâu cũng gần hết trơn em. Ví dụ như cái bến xe thì nó không có ghé ở đây. Dạ. Một là nó cây xăng 16 á. Dạ. Hai là bến xe là sỏi thôi. Nó không có xe nó không có vô đây. Dạ rồi. Nếu mà nó đi xe Phương Trang á là có thể là nó xung chuyển vô đây thì thôi. Cái vụ mà con nhỏ em đi thử lại cái chỗ đó đúng rồi rồi vậy thôi chọn. À, bây giờ em muốn chắc ăn là giờ làm em nếu mà coi là nó đi xe nào, nếu mà đi xe Phương Trang là em đi vô thẳng trong bến xe là sỏi. Là chắc kỳ là gặp đó. Còn mà nó đi xe ngoài. Xe từ Sài Gòn, nó đi xe điều khiển nhảy lên xe Cần Thơ, để xe Hà Tiên đồ đó ha. Xe Hà Tiên có thể là nó ghé nhà này nhỏ này luôn. Dạ. Hay nó chạy ngang xe Hà Tiên. À dạ. Có thể là nó ghé luôn. Còn mà nó đi riêng biệt là xe Phương Trang á là ở trong đó. Dạ. Rồi vậy con cảm ơn chú nha. Rồi. Cho mình chạy vô đó ha. Rồi. Dạ. Dạ. Thì có xe một xe vào nha cô chú anh chị, không biết là xe này có phải không nha. Ok, có xe ngoài trước đó, giờ này trễ rồi, xe này trễ rồi nè, không biết phải không nè. Ok, đang xuống nha cô chú anh chị, nhìn giúp em nha, có ai phải không nha. Đó có phải không đó nha. Đó. Quá trời người chạy lại luôn kìa. Bây giờ mình phải canh thôi cô chú anh chị ơi, chứ bây giờ mình không biết là đi chuyến xe nào hết giờ rồi. Mỗi chuyến xe là mình phải nhìn, mình canh thôi, mình coi có phải không. Xe này thì rồi. Dạ
Dạ thì rồi thì theo mấy chú đã chia sẻ thì có thể là đi ở bến cái đón bến cái bến ở bên ngoài không vô đây nha cô chú anh chị. Thì bây giờ tụi em sẽ bây giờ đi ra phía bên ngoài để đón thử thôi. Tại vì bây giờ bây giờ thì tụi em sẽ chạy ra bên đó để mà đón xem thử coi. Bây giờ đi ra đó thử ơi. Đi ha. Cho chú này coi thử coi coi có nhiều khi mà thấy rồi sao? Đâu đưa cái hình cho chú coi. Xuống đây nhiều lần rồi. Đó. Đó, hình đó. Thấy không chưa sáng giờ thấy không? Thấy chưa? Nè, hình nó nè. Đang nhớ không không cái thằng này bữa tôi lụm cái giấy chứng minh với cái gì đưa cho Mỹ. Gì? Lụm. Phải không á? Là chú có gặp nó rồi hả? Không có gặp. Mà đó, không có gặp mà. Có lụm giấy tờ. Lụm cái chứng minh với thẻ ATM. Cái giấy chứng minh. Nè chú thấy nhìn mặt kỹ. Chú nhìn kỹ ơi. Vậy là nó xuống đây rồi hả? Vậy là có thằng nó giữ giấy chứng minh không biết nó đâu đây nè. Tên Lưng á. Nó tên Lưng á, nếu mà giấy chứng minh tên Lưng á. Cái giấy chứng minh là nếu mà nó báo mất nó làm lại được. ATM cũng vậy thôi. Súng ra bên xe để đó. Thì ở đây cũng có mấy chú để mà đó là một số giấy tờ gì đó. Chú cũng đang liền để thử thăm thử đúng rồi. Có gì lấy số chú này đi, có gì